Yên Phương, Việt TV xin kính chào các khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật ngày 15 tây tháng 12 năm 2019. Việt TV đang có mặt tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fauncett, Virginia để gửi đến quý vị một vài hình ảnh trong đại hội của Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh do chúng tôi ghi nhận sau đây. Được biết, Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại đã được thành lập cách đây 6 tháng trước do một nhóm nhà văn tại Hải ngoại nhằm đưa những văn phong với những hình ảnh mong manh như sương khói của một thời tao nhã Việt Nam Cộng hòa trở lại. Bởi một lẽ đơn giản, những người cầm bút ai cũng mong ước có một chuyển biến trong các sáng tác về chân, thiện, mỹ để có một phong trào đơm hoa kết trái cho nền văn học tại hải ngoại. Phái đoàn chúng tôi đến từ thành phố Orlando và Tampa thuộc bang Florida và có một chị nữa đến từ thành phố Boston, Massachusetts. Với cương vị là tổng thư ký của Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại, thì chú có thể cho mọi người biết là cái tiêu chí hoạt động của Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại mình hoạt động trên cái tiêu chí như thế nào thưa chú? Kính thưa quý khán thính giả Đài Việt TV, chúng tôi mang một cái tâm trạng thao thức là chúng tôi muốn dấy lên một phong trào quốc gia. Chúng tôi không phải là một đảng phái chính trị. Chúng tôi muốn dùng văn hóa nghệ thuật để nuôi dưỡng cái lửa đấu tranh. Và chúng tôi hy vọng cuối cùng Việt Nam chúng ta sẽ có một ngày tươi sáng. Chương trình bắt đầu với phần chào cờ Mỹ, Việt và phút mặc niệm. Sau đó là phần giới thiệu các quan khách tham dự của thi sĩ Nhất Hùng, Chủ tịch Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Chúng tôi cũng xin thưa với quý vị, tất cả những quý vị hiện diện hôm nay đều là khách quý của chúng tôi. Nếu có gì sơ sót trong phần giới thiệu, xin quý vị niệm tình tha thứ. Tiếp theo, nhà thơ Hoàng Phượng chào mừng và cảm tạ quan khách đã tới tham dự. Thưa quý vị, để tổ chức một đại hội với gần 400 quan khách tham dự, chúng tôi không thể tránh được nhiều thiếu sót, nhất là về chỗ ngồi không như ý của quý vị. Xin quý vị thông cảm. Kế đến là họa sư Vũ Hối trao quà lưu niệm cho ban chấp hành của hội. Chương trình đại hội với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, với các giọng hát của các ca sĩ địa phương và ca sĩ đến từ Cali. Em ơi, đã xa rồi, đã phai rồi, lời hẹn năm xưa bay theo gió, còn lại trong anh bao nỗi ngậm ngùi, xót thương, thôi cũng đành như đông cho tàn. No, chương trình đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong đại hội của Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yên Phương tường trình từ Fauncett, Virginia.